Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống tại Việt Nam. Thì cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay Quỳnh mới bước vào gian bếp để mà nấu nướng lại. Thì phụ nữ mà mọi người luôn luôn là yêu gian bếp là chính. Gian bếp luôn thể hiện tình yêu thương của mọi người trong gia đình và giữ lửa tình yêu đó mọi người. Và hôm nay thì cái món ăn Quỳnh sẽ nấu thì nó rất là đơn giản thôi. Nó chỉ là thịt nướng kèm với là rau củ kèm với là cái sốt của Nhật, cái sốt thịt nướng. Và cái loại thịt này thì hôm nay không phải là Quỳnh mua nhiều đâu nha mọi người. Cái loại thịt này thì hôm nay thì Quỳnh tình cờ được cái anh bạn đầu bếp của Quỳnh á, ảnh làm đầu bếp và ảnh biết loại thịt nào ngon và ảnh mua rất là nhiều. Bởi vì ảnh mua nhiều ảnh ăn không hết và ảnh đã tặng cho Quỳnh một ít để mà Quỳnh ăn thử cái loại thịt này. Cái loại thịt này thì nó có tên là meat deli. Meat deli ở đây có nghĩa là thịt tươi và thịt ngon. Và mình nhìn ở trong đây thì Quỳnh thấy phải công nhận là nó tươi và ngon thật. Thì ở Việt Nam mình thì loại thịt tươi ngon thì bán ở ngoài cũng rất là nhiều luôn và cũng có thể là dễ dàng mua ở các chợ. Nhưng mà khi mà mình mua ở ngoài chợ thì cái độ tươi ngon nó thì không đảm bảo bằng những cái loại thịt đã đóng hộp như thế này và bán ở trong siêu thị. Khi mà nói đến cái loại thịt này thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến là cái loại thịt mà người ta hay để trong ngăn mát tủ lạnh. Ngoài ra thì nó cũng có một cái tên khác nữa, nó là loại thịt mát nha mọi người. Cái thịt mát này thì khi mà cái công đoạn người ta giết mổ xong và tới công đoạn mà người ta đóng ra thành phẩm bán ra thị trường á, thì người ta luôn giữ ở cái nhiệt độ là từ 0 đến 4 độ C gửi đến tay người tiêu dùng và cái loại thịt nó luôn luôn là tươi ngon và sạch. Và hôm nay thì Quỳnh quyết định là sẽ thử cái món thịt này và Quỳnh nướng lên cho Quỳnh và Sa ăn thử coi Sa có thích ăn không. Thông thường thì Quỳnh nướng cái loại thịt này thì chỉ có một mình Quỳnh ăn thôi. Nhưng mà hôm nay Quỳnh nhìn thấy cái thịt này ngon nè, chắc một chút là Sa sẽ ăn rất nhiều đây. Bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu vào công đoạn sơ chế nha mọi người. Thì ở đây thì Quỳnh có gồm những cái loại rau ăn kèm như là xà lách nè, và củ hành tím, bắp, bắp cải tím, hành tây, cà rốt, một ít ở đây thì Quỳnh có là nấm kim châm, nấm đùi gà, ớt chuông và bông cải. Bên đây thì Quỳnh có ít tỏi và ớt. Thì người ta hay nói đó mọi người, ăn cơm tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây. Nhưng mà mọi người biết đi, bây giờ đi qua bên tàu thì đâu có ăn cơm nữa đâu. Thông thường người ta đi qua bên tàu người ta ăn sủi cảo, há cảo, hoành thánh chiên này nọ kia bên bển, người ta đâu có chuộng ăn cơm nữa. Còn lấy vợ Nhật hả? Lấy vợ Nhật thì nếu mà anh xã Quỳnh lấy vợ Nhật thì đâu phải là về Việt Nam lấy Quỳnh nữa đâu. Quỳnh thấy bây giờ Việt Nam Quỳnh cái gì cũng có hết trơn á. Ở nhà Tây mọi người thấy không? Đây là gian bếp của Việt Nam, nhìn nó cũng rất là hoành tráng và cũng rất là đẹp luôn. Thì Quỳnh nghĩ là bây giờ hạnh phúc luôn ở quanh ta, nếu mà mình cứ mãi kiếm tìm như vậy thì đến khi nào mình mới có thể là tìm kiếm được hạnh phúc của mình. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu vào công đoạn sơ chế nha. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cắt nấm đùi gà trước. Nấm đùi gà thì Quỳnh sẽ cắt bỏ cái phần đít của nó nha mọi người. Quỳnh thì Quỳnh thích làm cái nấm đùi gà này, mình nướng lên ăn thì nó ngon hơn rất là nhiều luôn. Bởi vì khi mình nướng lên thì cái vị ngọt trong nấm đùi gà nó sẽ không thay đổi bằng khi là mình nấu súp. Và cái nấm kim châm này cũng vậy mọi người. Nấm kim châm này thì mình nướng lên cũng ngon nữa. Và đặc biệt là khi mà mình cuộn với thịt nha, hoặc là mình nấu canh thì cũng rất ngọt luôn. Và không biết là một chút nữa khi mà Quỳnh kết hợp với cái loại thịt này thì nó sẽ ngon không? Quỳnh nghĩ chắc sẽ là ngon lắm đây. Hầu như là khi mà Quỳnh về Việt Nam như thế này nè, là Quỳnh thích ăn rau củ nhất. Bởi vì là rau củ ở Việt Nam thì bán rất là rẻ so hơn và giá với ở Nhật nha mọi người. Ở Nhật thì rau củ bán rất là mắc bởi vì là người ta bán theo mùa. Và cái độ tươi ngon của nó thì rất là đảm bảo luôn. Còn Quỳnh về Việt Nam á, thì Quỳnh được anh bạn Quỳnh tặng cho mớ thịt nè. Cho nên hôm nay mọi người thấy không, Quỳnh mua rất là nhiều loại rau củ để mà Quỳnh ăn cho nó đã cơn thèm của Quỳnh. Bây giờ thì Quỳnh sẽ làm tới bắp cải tím nha mọi người. Bắp cải tím này thì Quỳnh cũng rất là thích ăn luôn. Vừa rồi thì Quỳnh mới vừa sơ chế xong cái mớ rau bên đây nha mọi người. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu Quỳnh mở thịt ra. Thì cái thịt này anh bạn Quỳnh trước khi mà ảnh gửi cho Quỳnh ăn thì ảnh có nói là cái thịt này là thịt tươi ngon. Cho nên là khi mà mình mua về mình ăn thì mình không cần phải rửa qua nước. Thì cũng giống như là những loại thịt mà Quỳnh đã mua và review cho mọi người xem là Quỳnh mua ở siêu thị Nhật á. Thì những loại thịt như thế này thì người ta đảm bảo rất là chất lượng luôn. Khi mà mình ăn thì nó rất là tươi ngon nữa. Đây cho mọi người xem thử miếng thịt bên trong nha. Đây mọi người thấy không? Khi mà người ta bán cho mình thì ở phía dưới người ta có lót sẵn một cái miếng. Cái miếng này hay còn gọi là cái miếng hút những cái nước mọi người, nước bên trong thịt á. Nó chảy ra
Và đây nha mọi người, cho mọi người xem miếng thịt ba chỉ rất là ngon. Từ trong ra ngoài Quỳnh thấy rất là tươi và rất là mềm luôn. Và khi mà mình nướng lên thì Quỳnh thích để nguyên cái tảng như thế này. Mình nướng lên, khi mà mình nướng lên xong thì mình sẽ cắt ra từng miếng và mình cuộn với lại xà lách, và mình cuộn với một ít kim chi Quỳnh ăn. Ngoài ra thì ở đây Quỳnh có một vài loại thịt khác như là thịt bắp đùi nè mọi người, và thịt sắc sẵn luôn. Thịt này thì nó giống như là thịt sườn vậy. Mình sẽ cắt thử cái hộp này ra nha. Nó giống như thịt sườn mọi người. Đó. À, nó là thịt sườn nha mọi người. Nó là thịt sườn non. Cái thịt sườn non này thì Quỳnh rất rất là thích ăn luôn. Thịt sườn non này thì khi mà mình cầm vào thì Quỳnh thấy rất là ít xương. Và ở trong thì có rất là nhiều sụn. Thịt này là mình ướp hoặc là mình ướp sơ sơ đó mọi người, rồi mình nướng lên. Hoặc là nếu mà mọi người muốn ăn ngon thì mình có thể là mình không tẩm ướp gì mà mình nướng, sau đó thì mình chấm với lại nước sốt. Bất kỳ nước sốt gì mà mình thích thì đều ngon hết. Bên đây thì Quỳnh sẽ khui tiếp một phần bên đây, nó là thịt đùi nha mọi người. Tất cả ở đây thì hôm nay ảnh đưa cho Quỳnh là tổng cộng là có là thịt đùi, thịt ba chỉ và thịt sườn. Thì hôm nay thì Quỳnh sẽ khui ra để trên dĩa ba loại như thế này, thì Quỳnh sẽ nướng ăn thử ha. Những cái loại lớn lớn như thế này thì Quỳnh sẽ để nguyên tảng Quỳnh nướng cho nó ngon. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ để một ít đồ trang trí lên đây nhìn cho cái dĩa nó ngon nha mọi người. Hôm nay Quỳnh ăn món thịt nướng này thì Quỳnh nhớ đến cái chuyện hồi xưa mọi người. Quỳnh nhớ tới mối tình của người ta chứ không phải của Quỳnh nha mọi người. Đó, giờ Quỳnh ngắt cái bông nè mọi người. Nhưng mà cái bông hơi bự. Thì Quỳnh nhớ tới mối tình của người ta. Quỳnh thì được mời đi ăn thịt nướng. Thì hai người mời đi ăn thịt nướng, lúc đó thì hai người lo tâm sự với nhau, và Quỳnh thì ngồi ăn khí thế luôn mọi người. Và chẳng hiểu như thế nào sau cái câu chuyện mời đi ăn thịt nướng đó thì hai người về tự động chia tay. Chắc có lẽ là do Quỳnh ăn nhiều quá đi, cho nên là hai người đó về dành nhau trả tiền gì đó, rồi cãi vã nhau gì đó rồi chia tay. Quỳnh thấy nhiều lúc chắc có lẽ là chắc Quỳnh ăn nhiều quá hoặc là Quỳnh xàm nhiều quá đi, cho nên dẫn đến câu chuyện như thế. Nhiều lúc thấy mình cũng tào lao thiệt. Dạ, thì Quỳnh mở tiếp cái thịt này là thịt sườn nha mọi người. Wow, ngon lắm mọi người ơi. Sườn non mọi người. Sườn này mà mình đem về mà mình rim á, là mình ăn được cả vừa thịt vừa sườn luôn, và không bỏ đi một miếng nào. Thịt này hoặc là mình nấu với lại cái gì ta, cải chua. Trời ơi, nghe nói tới cải chua là nước miếng tràn bờ đê mọi người ơi. Quỳnh thì Quỳnh đặc biệt rất là thích ăn cái món thịt sườn á, canh sườn nấu cải chua. Nó vừa chua chua, ngọt ngọt, ăn vô miếng thịt thì ngọt ngọt đã vậy rồi, còn gặp cái sườn non nữa, cắn vô thì nó giòn mọi người. Nó giòn rộp rộp luôn, ăn rất là sướng miệng. Năm nào Quỳnh về Việt Nam thì Quỳnh cũng nói mẹ Quỳnh đi chợ là chọn những cái loại thịt như thế này nè mọi người. Về nhà mình chế biến, mình sơ chế, mình nấu nó rất là ngon luôn. Bởi vì mình đi ra ngoài tiệm á, đâu phải là những cái món mà mình muốn ăn người ta đều có bán đâu. Giống như là cái món mà Quỳnh mới vừa nói với mọi người á. Và cái thịt này nè, mình có thể chế biến được rất là nhiều món luôn. Trời, miếng thịt này ngon nha mọi người. Bạn nào ăn kiêng thì ăn thịt này được nè nha. Quỳnh thấy thịt này nè, mình đem mình kho với lại thịt kho trứng á, thì nó ít mỡ và nó cũng rất là mềm luôn. Mình thấy nạc rất là nhiều, rất là ngon. Bỏ thêm xíu nước dừa tươi nữa thì sẽ làm cho miếng thịt càng mềm nữa. Ta nói bà già súng răng mà còn có thể ăn được nha mọi người. Không sợ dai và cũng không sợ cứng luôn. Rất là ngon và tươi. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ bưng ra ngoài đây và Quỳnh bắt đầu nướng nha. Quỳnh nướng cho Sai với Quỳnh ăn. Thì cái món ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Thì lúc nào cũng vậy hết. Khi mà những cái món ăn mà Quỳnh chuẩn bị xong thì bắt đầu là Sa ảnh tới giờ ăn mà chưa được ăn là ảnh lăn, là ảnh ngủ. Và bây giờ thì ảnh đang nằm kế bên Quỳnh đây. Thì ảnh leo lên cái ghế này ảnh ngủ đó mọi người. Thì thấy cậu Quỳnh thấy tội nghiệp lắm. Bây giờ Quỳnh sẽ cho ảnh vào bên trong giường cho ảnh ngủ cho được thoải mái hơn. Rồi Quỳnh sẽ ra Quỳnh ăn tiếp. Và đến khi nào mà Sa nó dậy thì Quỳnh sẽ cho ảnh ra để mà ngồi ăn và trò chuyện với mọi người nha.
Đó, bắt đầu anh vụi vụi rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó vào. Thì bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. À, chảo cũng đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho thịt lên trước nha. Cái miếng thịt này là miếng thịt đùi nha mọi người. Đó, trời ơi, ngon ghê mọi người ơi. Thịt rất là tươi luôn. Mình sẽ nướng cả miếng như thế này để một chút khi mà mình ăn á, mình sẽ cắt ra. Cái thịt này của Quỳnh á, thì hôm nay anh bạn Quỳnh tặng cho Quỳnh đó mọi người. Thì ở bên trong của nó thì nó có mỡ á, cho nên Quỳnh không cần phải bỏ thêm dầu hay mỡ hay là bơ gì để mà tráng cái chảo đâu. Một chút nó sẽ ra rất là nhiều mỡ luôn. Mình bỏ thêm nữa thì một chút nó sẽ rất là béo á. Thông thường thì Quỳnh nướng ở nhà ăn thì Quỳnh cũng hay làm theo cách này. Phía bên đây thì Quỳnh có chuẩn bị một ít cái này là tỏi mọi người. Tỏi này thì Quỳnh đã lột vỏ rồi. Thịt nướng thì mình ăn kèm với lại tỏi, mình cuộn lại, mình cuốn với lại xà lách. Và ở đây thì Quỳnh có chuẩn bị là một ít kim chi nữa. Bây giờ thì Quỳnh sẽ pha cái nước chấm nha. Nước chấm ở đây thì Quỳnh đã đổ trong cái chai ra rồi. Cái chai nước sốt hôm nay thì Quỳnh sử dụng là nước sốt thịt nướng kiểu Nhật. Quỳnh cho vào đây là một ít tỏi, tỏi này tỏi bầm, một ít hành, và một ít ớt nữa. Mình sẽ quậy đều lên. Quỳnh để gần đây mà cái mùi tỏi mọi người, cái mùi tỏi nướng này nó thơm ơi là thơm luôn. Hôm nay Quỳnh ăn được cái thịt tươi và sạch như thế này thì cũng cảm ơn cái anh bạn, nói chính xác hơn là người thương nha mọi người. Cái anh này thì ảnh hay coi cái kênh của Quỳnh á, cái ảnh thương hai mẹ con Quỳnh nè, ảnh gửi tặng cái phần thịt này cho hai mẹ con Quỳnh ăn thử nè. Nhưng mà bây giờ thì Quỳnh sẽ ăn trước, sau đó thì Sa ngủ dậy Quỳnh sẽ cho Sa ăn thử sao nha. Ngày hôm bữa khi mà Quỳnh làm một cái buổi họp mặt người thương á mọi người, thì có rất là nhiều bạn không có mua được vé để mà vào để mà gặp gỡ Quỳnh với Sa. Cái khi mà Quỳnh làm xong cái gặp gỡ người thương rồi và Quỳnh đi ra ngoài thì Quỳnh có gặp mấy bạn đó lại chụp hình với Quỳnh mà nói chuyện thấy thương đó mọi người. Nói gì nè, nói là thích Quỳnh với Sa lắm nhưng mà là không mua được vé của Quỳnh với Sa mà phải bắt xe từ ở dưới Bến Tre nha mọi người. Bắt xe từ dưới Bến Tre với lại Bình Dương đi lên đây chủ yếu là để gặp Quỳnh với Sa, chụp có một tấm hình để về đó mọi người. Quỳnh nghe mà Quỳnh cảm động lắm mọi người ơi. Quỳnh cảm động hả, Quỳnh cảm động với những tấm lòng mà mọi người đã dành cho Quỳnh á, với Sa nữa. Thật sự thì Quỳnh không nghĩ là khi mà Quỳnh làm những cái video mà về ăn uống như thế này mà được mọi người đón nhận. Thì lúc đầu Quỳnh cũng có nói và Quỳnh chia sẻ đó, thì chủ yếu là Quỳnh lên Quỳnh làm chủ yếu là Quỳnh kiếm một ít tiền để lo cho gia đình của Quỳnh. Nhưng mà thật sự được mọi người đón nhận như vậy thì Quỳnh rất là vui luôn. Đó, nó bắt đầu chín rồi mọi người. Thì cái thịt hôm nay mà Quỳnh ăn á, thì Quỳnh không có ướp qua cái gì nha mọi người. Bởi vì là cái nước sốt chấm thịt nướng này á, gia vị rất là vừa ăn luôn. Cho nên Quỳnh không cần phải chấm với bất cứ, Quỳnh không cần phải ướp với bất cứ cái gì. Còn nếu bạn nào mà ăn mặn hơn á, thì mình có thể cho một chút xíu muối tiêu vào trước khi mà mình nướng. Hoặc là mình nướng nha mọi người. Thơm lắm mọi người. Nghe cái mùi mà nó bay lên thôi là muốn chảy nước miếng nè. Ơi. Vì Quỳnh để miếng thịt này thì Quỳnh sợ nó không có chín đều mọi người, cho nên chắc Quỳnh sẽ cắt miếng thịt làm đôi nha cho nó nhanh chín nha, chứ để nguyên miếng gì nó rất là lâu chín á. Mình cắt làm đôi. Thì cái thịt này của Quỳnh là nãy giờ Quỳnh nướng cho chín cũng được 80% mà, còn chút xíu nữa thôi mình có thể ăn được. Thơm quá. Mọi người coi video của Quỳnh có ai chảy nước miếng chưa ta? Và thơm quá thơm. Thì ở bên đây nè, Quỳnh thấy là cái sườn đó mọi người, cái sườn nó nhỏ hơn cho nên nó đã chín rồi, cho nên Quỳnh sẽ ăn sườn trước nha.
Mình sẽ chấm sườn vào bên trong cái chén mía sốt nha. Bởi vì ở bên sông trừa sườn này nó có xương, cái miếng này Quỳnh gấp hơi có xương á, cho nên Quỳnh chưa có cuốn nha mọi người. Mình sẽ ăn trước coi. Mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Trời ơi, cái thịt rất là tươi mọi người. Bây giờ Quỳnh sẽ ăn thử tới cái thịt đùi này nha mọi người. Mình sẽ cho một ít nấm vào luôn, và một ít hành tây ha, hành ba rô. Quá ngon lắm mọi người. Ăn cái này là đại loại như là mình đang ăn cái thịt nướng Hàn Quốc. Nhưng mà thịt nướng Hàn Quốc thì mình ăn thì mình sẽ chấm với lại cái sốt tương tương ớt Hàn Quốc nữa. Nhưng mà mình ăn kiểu này là hơi khác khác một chút mọi người. Nó nóng mọi người không? Cái thịt đùi nha, nhìn thấy nó nạc như vậy nhưng mà ăn vô không hề bị khô mọi người. Rất là ngon. Mỗi lần mà Quỳnh nướng thịt nướng như thế này á, anh xã Quỳnh rất là thích luôn. Cái món thịt nướng này nó dễ ăn mọi người. Và chấm với bất cứ cái loại sốt nào cũng rất là ngon. Từ trẻ em, người già, nhất là mình những bạn mà trẻ trẻ ngồi lai rai cái này từ sáng tới chiều luôn á. Giờ bông cải ngon quá, ăn kết hợp ngon ghê á. Hồi nãy Quỳnh thử là cái sườn có xương rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái sườn có sụn non. Ngon lắm mọi người. Hàng Việt Nam bây giờ mình thấy chất lượng không thua gì hàng Nhật đâu mọi người. Cho nên là mọi người đừng có nghĩ là cái gì cũng có nước ngoài cũng là tốt đâu. Thật sự ở Việt Nam bây giờ mình thấy rất nhiều mặt hàng rất là bán là ok lắm. Mọi người mua thử ăn cảm nhận. Cắn vô cái sụn à, nó giòn. Phần sau á thì nó là thịt nó nạc mà nó không có mềm, không có quá khô, rất là ngon và ngọt luôn. Quỳnh bỏ ớt hơi nhiều quá cho nên hơi cay, mà ăn cái món này phải cay mới ngon nha mọi người. Nói đúng ra nếu mà mình ăn thịt nướng như thế này á thì mình sẽ uống với lại rượu vang đỏ là thích hợp nhất nha mọi người. Nhưng mà để bảo vệ sức khỏe của Quỳnh á cho nên Quỳnh uống nước lọc. Ngon quá mọi người ơi. Nhất là mình ăn kèm với lại tỏi. Trong tất cả các loại ở đây á thì mấy cái loại mà chất ở trên cái khay nướng này của Quỳnh nè, Quỳnh thấy loại nào cũng ngon hết. Ngon quá. Khi mà anh bạn Quỳnh cho Quỳnh cái những cái hộp thịt này á, ảnh khoe cái thịt này dữ lắm mọi người. Ảnh khoe nào là cái thịt này ngon, cái thịt này chất lượng, cái thịt này là thịt mát, rồi thịt tươi ngon sạch sẽ. Ảnh nói với Quỳnh là đem về khi mà chế biến thì đừng có rửa đi,
Bởi vì những cái lời khen ngợi của ảnh á, cho nên Quỳnh quyết định là thôi Quỳnh không chế biến bất cứ món gì hết. Quỳnh chỉ đem lên Quỳnh nướng để Quỳnh cảm nhận được hết tất cả các hương vị ở trong cái miếng thịt này. Và khi Quỳnh chấm với cái nước sốt mọi người, nó toát lên được cái vị ngọt trong từng miếng, trong từng thớ thịt luôn. Thịt rất là ngon mọi người. Đồ ngon như thế này mà Quỳnh ăn có một mình đó mọi người thì cũng chán, phải chỉ có ai vô ăn chung với Quỳnh thì tốt biết mấy. Xa thì ảnh còn nhỏ đó mọi người, chỉ đợi khi nào ảnh lớn thì ảnh mới ăn chung với Quỳnh được thôi. Những cái món này bây giờ thì thật sự thì có loại xa ăn được, có loại xa chưa ăn được. Thịt nướng thì Quỳnh cũng đã làm cho xa ăn rất là nhiều lần luôn, mà ảnh thích nhất là cái loại mà thịt nướng mà mình ướp theo kiểu mà cơm tấm Việt Nam mọi người. Anh mê lắm. Lần sau hôm nay Quỳnh ăn những cái này không hết á, thì cái phần này, cái phần trong dĩa này Quỳnh sẽ đem đi ướp với lại thịt nướng cho kiểu Việt Nam. Quỳnh ướp trong đó có ngũ vị hương và rượu mai quế lộ á, để Quỳnh làm thành cơm tấm Việt Nam. Sẽ rất là thích luôn. Và anh xã Quỳnh cũng mê chết mệt những món đó. Nó nóng mà nó ngon lắm rồi. Không chê vào đâu được. Ăn cái thịt ba chỉ á mà cuốn mọi người, công nhận ngon hết bài. Cay quá, vừa ớt cay mà vừa kim chi cay nữa. Quỳnh no quá mọi người ơi, chắc ăn xong cuốn này là Quỳnh ngưng nha mọi người. No muốn ná thở luôn. Chút nữa chắc có lẽ là lết mọi người, không còn đi nữa nè. Lết vô ngủ riêng xa. Ngon quá, ngon quá.
Ây da, nãy Quỳnh nướng Quỳnh mà Quỳnh quên bỏ, Quỳnh quên bỏ tỏi kẹp vào. Mình ăn phải bỏ tỏi vô chung mới ngon mọi người. Kết hợp ngon quá mọi người. Thì Quỳnh sẽ ngưng lại tại đây nha mọi người. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào lần sau. Bye bye. Yeah, 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 yeah. Bye bye. Yeah, 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 yeah. Bye bye. Yeah.